Vinh Studio xin chào quý vị và các bạn. Tính năng Run Database Backup trong phần mềm Run cung cấp một cách an toàn và tiện lợi để sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu của Run, bao gồm danh sách phát, lịch sử phát, thống kê phát lại, cấu hình thiết bị và hơn thế nữa. Cái tính năng này nó sẽ không sao lưu các cái tập tin file nhạc mà nó chỉ sao lưu cơ sở dữ liệu của Run. Việc sao lưu các cái file nhạc chúng ta phải tính đến một giải pháp khác. Thí dụ như là lưu các cái file nhạc ở hai nơi khác nhau. Để backup các cái dữ liệu vào một cái mục an toàn, lúc cần thiết chúng ta có thể sử dụng lại khi phần mềm bị lỗi. Chúng ta sẽ vào mục menu. Sau đó chúng ta vào setting. Chúng ta kéo xuống cái mục backup. Ở đây sẽ có hai mục là backup now và fail backup. Ở trong mục backup now, chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này để cái chức năng này để backup lại dữ liệu. Còn cái tính năng fail backup là chúng ta lúc mà cái phần mềm Run có thể bị lỗi, chúng ta sẽ vào đây để tìm lại cái backup trước đây và chạy lại, lúc đó phần mềm lại chạy như lúc ban đầu. Chúng ta vào mục backup. Ở đây chúng ta có thể chọn cái nơi nào là cái nơi mà chúng ta sẽ backup. Ấn vào Select Location. Tôi sẽ select backup vào một cái ở vào cái ổ C. Ở trong này tôi sẽ ấn vào New Folder để tôi tạo ra một cái thư mục để chứa cái backup này. Tôi đặt tên cho một cái thư mục là an toàn. Sau đó ấn vào New Folder. Và bây giờ tôi sẽ ấn vào cái mục Select This File. Và sau đó thì sẽ ấn vào Start để bắt đầu khởi động quá trình backup. Thời gian backup nó có thể kéo dài một vài phút tùy do cái kho dữ liệu nhạc của chúng ta cắm vào trong máy, trong phần mềm Run. Dữ liệu nếu mà 2T thì nó sẽ khác 4T. Thời gian backup sẽ bị lâu hơn. Như vậy là thời gian backup đã xong. Bây giờ giả sử như cái phần mềm Run bị lỗi mà chúng ta muốn backup lại thì chúng ta sẽ quay lại backup. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái mục Browser. Chúng ta tìm đến ổ C. Và tìm đến cái thư mục an toàn. Trong thư mục này, cái thư mục của Run nó tạo ra là tên, có cái tên là Run Backup. Chúng ta ấn vào Select vào cái folder này. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ Restore đây và ấn vào đó. Nó hỏi có muốn Restore không? Ấn vào Yes. Vậy là quá trình Restore bắt đầu. Sau khi restore thì phần mềm Run trên máy PC sẽ hoạt động lại bình thường như trước đây.